Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 2, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, nên các khu vực trong tỉnh không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại. Và hiện nay, bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nên đêm 7 và ngày 8 tháng 2, các khu vực trong tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, nên trời nhiều mây và vẫn tiếp tục rét, vùng núi cao rét đậm và rét hại. Tại khu vực công viên địa chất toàn cầu các nguyên đá Đồng Văn, trời nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 8 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 9 đến 11 độ C, độ ẩm trung bình 75%. Cũng giống như khu vực công viên địa chất toàn cầu các nguyên đá Đồng Văn thì khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, trời cũng nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 13 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 14 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình là 75%. Khu vực cuối cùng là khu vực vùng núi thấp. Khu vực vùng núi thấp trời nhiều mây, đêm và sáng sớm sẽ có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét và có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 15 đến 17 độ C, độ ẩm trung bình tại khu vực này là 80%. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bảng nền nhiệt độ và độ ẩm chi tiết. Bảng nền nhiệt độ và độ ẩm chi tiết các khu vực trong tỉnh đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt quý vị.